Chúng ta hay có thói quen lắm yeah. Trông chồng người ta mà thèm Trông yeah. con người ta mà thèm Và đã có trường hợp những người mẹ nói với đứa con là Trông con người ta mà thèm Nó sẽ nói lại này. Thế nếu như con nói rằng trông mẹ người ta mà thèm Mẹ người ta mới 40 Mẹ người ta đã trưởng phòng Trong khi mẹ mình thì vẫn chỉ lẹt đẹt nhân viên Thế thì mẹ có tức không à? Mày yeah. dám nói với tao thế à Thế sao mẹ lại có thể nói con như vậy được nên chúng ta chỉ nói đôi khi chỉ cho nó sướng miệng mình mà quên rằng là làm tổn thương người khác đó là thực tế mà nhiều gia đình vẫn đang diễn ra nhưng ít ai nghĩ đến hậu quả cho những đứa trẻ bị so sánh như vậy nhiều phụ huynh vẫn luôn có thói quen so sánh con nhà mình với con nhà người ta mặc dù chẳng biết con nhà người ta là ai điều này dần dần trở thành nỗi ám ảnh với những đứa trẻ trong suốt hành trình trưởng thành của chúng video này là những câu chuyện có thật được ghi nhận tại các cơ sở điều trị mà các phóng viên đã ghi nhận tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo bí mật cho nhân vật Sao mẹ luôn so sánh con với người khác? Con có gì không bằng họ? Thủy hét lớn, bỏ lên phòng khi bị mẹ trì chiết vì rơi khỏi top 3 của lớp trong năm học cuối cấp. Trường hợp bệnh nhân này đã kể lại với thạc sĩ Vương Nguyễn Toàn Thiện, giám đốc chuyên môn Trung tâm Tham vấn và Trị liệu tâm lý Lumos như vậy. Em chia sẻ, mỗi tối không dám tắt điện ngủ vì sợ mẹ phàn nàn không thức đến khuya để học bài như con nhà người ta. Mỗi khi mệt mỏi, Thủy chỉ biết tát nhiều lần vào mặt, tự làm đau bản thân để tỉnh táo. Cây kiến thức dù mắt đã nặng chịu. Ngoài học ở trường thì mẹ Thủy còn đăng ký học thêm cho con gần hết các buổi trong tuần, học gia sư, sau đó cô gái phải tự học đến khuya. Kết quả cuối kỳ, thấy con gái của một đồng nghiệp đứng top 2 của lớp, trong khi Thủy chỉ đứng top giữa, người mẹ không kiềm chế, mắng nhiếc và xúc phạm khiến cho em tổn thương. Em cầu xin mẹ đừng so sánh mình với người khác nhưng bị mắng hỗn hào không biết phấn đấu thời gian gần đây thủy buồn chán suy nghĩ tiêu cực giảm khả năng học tập và không còn hứng khởi với ước mơ thi đại học như trước cô bé trở nên lầm lì xa cách không tập trung ít giao tiếp mất ngủ kéo dài thì thoảng bật khóc và bực tức vô cớ em được thạc sĩ toàn chẩn đoán bị trầm cảm phải điều trị bằng liệu pháp tâm lý thuốc và kết hợp với sinh hoạt lành mạnh Tương tự như vậy, một thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội, chưa có công việc ổn định, 6 tháng nay không dám về quê vì sợ bố mẹ hỏi đến công việc. Mẹ anh hay nhắc đến một thanh niên trong xóm bằng tuổi anh với một cụm từ quen thuộc là bằng tuổi con nhưng kiếm tiền giỏi, mua xe, mua nhà. Giảng viên tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, người trị liệu cho thanh niên này kể lại rằng anh ấy đau lòng khi nghe mẹ nói, cùng học hành mà đứa thì nhà thành phố, đứa thì vẫn lông bông có thời điểm chàng trai không có việc làm phải vay tiền sống qua ngày nhiều lần bế tắc nghĩ quần nhiều người động viên khó khăn quá thì hãy trở về quê với gia đình nhưng anh ấy không thể đối mặt với bố mẹ chàng trai sinh mệt mỏi chán nản dần thu mình trở nên tự ti hay khóc thầm tìm đến rượu bia và làm đau bản thân để giải tỏa và dần trở nên chán nản hay nói nhảm đưa bác sĩ chẩn đoán trầm cảm một nghiên cứu toàn cầu được thực hiện vào năm 2021 của Banner Group Mỹ và Impact 360 Institute cho thấy cứ 5 người thì sẽ có 2 người thuộc Gen Z chịu áp lực từ cả bên trong và bên ngoài. Trong đó, yếu tố bên ngoài là kỳ vọng của cha mẹ chiếm 39% và bị đánh giá bởi thế hệ trước là 42%. Yếu tố bên trong gồm áp lực thành công 56% và cần phải hoàn hảo chiếm 42%. Nghiên cứu của bác sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vào năm 2019-2020 thì phát hiện hơn 55% người trẻ bị sang chấn tâm lý, trong đó áp lực lớn nhất gặp phải là từ gia đình chiếm tới 20,5%. Theo chuyên gia này, thì tình trạng trẻ bị so sánh với con nhà người ta có thể dẫn đến nhiều vấn đề tâm lý phức tạp, kéo dài từ những khó khăn về tinh thần đến rối loạn lo âu và trầm cảm. Đầu tiên thì trẻ cảm thấy mình không đủ tốt, tăng cảm giác lo lắng, hoài nghi về khả năng bản thân, tự ti, dẫn tới áp lực phải đạt được kỳ vọng. Trẻ cũng dễ trở nên nhạy cảm với hình ảnh về giá trị bản thân, ảnh hưởng đến khả năng xây dựng mối quan hệ và phát triển sự nghiệp, mất hứng thú với các hoạt động mà trước đây mình yêu thích. Khi gặp biến cố như là điểm kém thi trượt thì trẻ dễ gặp cú sốc, sang chấn tâm lý và kéo dài khi trưởng thành. Ở kia cạnh hành vi thì trẻ có thể né tránh các hoạt động xã hội, thay đổi thói quen như ngủ không đủ giấc hoặc là ăn uống không điều độ. Nhiều em thì có những hành vi chống đối để phản kháng những áp lực của ba mẹ, đặc biệt là trong giai đoạn vị thành niên. Về nhận thức, trẻ thường phát triển những suy nghĩ tiêu cực, tự chỉ trích và so sánh bản thân với người khác, từ đó không nhận ra hoặc là đánh giá thấp những điểm mạnh của chính mình. Đặc biệt, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều trẻ có biểu hiện trầm cảm ẩn. Nhiều trẻ bên ngoài rất vui vẻ, nỗ lực và đạt được những thành tích học tập đáng nể tuy nhiên khi kết nối và trò chuyện sâu hơn nhiều em khóc và nói rằng quá áp lực giữ gìn một hình ảnh hoàn hảo các em liên tục cố gắng đến mức kiệt sức chịu đựng âm thầm và tự làm đau bản thân để giải tỏa Mạng xã hội góp phần tác động đến rối loạn tâm thần của thanh thiếu niên. Trẻ có thể theo dõi và tự so sánh bản thân với những người khác ở trên mạng, chưa kể có nhiều hội nhóm liên quan tới trầm cảm tiêu cực. Một số trẻ sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử, thời gian hoạt động bên ngoài, giảm, gây mất cân bằng các yếu tố từ cuộc sống, từ đó stress nhiều hơn. Các chuyên gia khuyên bố mẹ khuyến khích và ủng hộ những nỗ lực của con, ghi nhận sự cố gắng và ngay cả trong những việc nhỏ để trẻ giúp cảm thấy có giá trị và tự tin hơn. Tạo môi trường giao tiếp cởi mở cũng rất quan trọng, nơi trẻ có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Việc phụ huynh lắng nghe và thấu hiểu những lo lắng của trẻ sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó và đáng tin cậy. Đó là điểm tựa cho các em đứng dậy sau các vấp ngã. Cha mẹ cũng nên giúp trẻ phát triển kỹ năng tự nhận thức để nhận diện và phát triển điểm mạnh của bản thân, đồng thời thiết lập mục tiêu cá nhân thay vì chỉ tập trung và so sánh với thành tích của người khác. À, tạo dựng một cái lòng tin, à, tạo dựng một cái sự tự tin trong trong con là một điều rất là quan trọng. vậy thì muốn cho con có được cái lòng tự tin thì à, chính các cha mẹ phải truyền à, cho con cái 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 lòng tin đó bằng cái việc là hãy tin vào con. 12 năm tôi làm anh Tránh Văn thì tôi thấy rằng là à, đấy chính là cái sự thiếu sót rất lớn của hầu hết các bậc phụ huynh đó là không bao giờ tin vào con mình bởi vì cái sự lo lắng của các phụ huynh Đó là điều mà nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, người từng đảm nhiệm vai trò của anh Tránh Văn trong các số báo hoa học trò trong hơn 10 năm, lắng nghe tâm sự của các bạn trẻ. Và đồng thời, anh cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách viết về nuôi dạy con cái đã đúc kết và đưa ra. Nhưng thực tế, nhiều cha mẹ đã đặt áp lực cho con cái rất nhiều, khiến cho các con rơi vào căng thẳng và có những trường hợp đã có những hệ quả rất đáng tiếc. Một nữ sinh 17 tuổi muốn theo nghệ thuật, song bố mẹ em phản đối, cho rằng nghề nghiệp này là viển vông, không ổn định, yêu cầu con học để thi kinh tế, nối nghiệp gia đình. Mỗi lần cãi nhau với bố mẹ, cô gái rất buồn chán, đóng cửa ở trong phòng một mình, dày vò và làm đau bản thân. Lâu dần thì tâm lý của nữ sinh này bất ổn, căng thẳng, mất ngủ, không tập trung học tập, họ lực học cũng giảm sút chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan, Viện Đào tạo BHU, Đại học Quốc tế Bắc Hà, đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý của Học viện Hạnh phúc Việt Nam, đã chẩn đoán bệnh nhân bị trầm cảm nặng, sang chấn tâm lý, phải điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý. Cách nuôi dạy đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tính cách, theo các chuyên gia cho biết nguyên nhân của việc nuôi dạy con ra trường có thể xuất phát từ việc chính cha mẹ từng bị ông bà áp đặt nên áp dụng chính hình thức nuôi dạy đó với con cái của mình ngoài ra tính cách khoảng cách về thế hệ những suy nghĩ quan điểm sống khác nhau khiến cho nhiều người vô tình nuôi dạy con theo kiểu gia trưởng theo các chuyên gia y tế trẻ em được nuôi dạy theo kiểu gia trưởng thường thiếu tự tin và sự tự trọng làm bộc phát hành vi phản kháng hoặc nổi loạn ở con cái làm tăng sự quản thúc và áp đặt ở ba mẹ từ đó thì căng thẳng thêm mối quan hệ. Chuyên gia phân tích rằng nếu cha mẹ áp đặt, con cái ban đầu có thể kìm nén bản thân để làm vui lòng người lớn, tạm mất dần ý thức về cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, lâu dài, trẻ sẽ sinh ra ức chế cảm xúc. Đây là tiền đề để gây ra nhiều vấn đề tâm lý thực tế thì nhiều trường hợp cảm thấy mặc cảm lạc lõng vì cha mẹ không lắng nghe và hiểu những mong muốn thực sự của con từ đó vô hình tạo ra bức tường tâm lý thái độ độc đoán của cha mẹ cũng hạn chế khả năng tự khám phá bản thân ảnh hưởng đến tư duy con trẻ và làm hạn chế khả năng tự do lựa chọn và đưa ra quyết định ảnh hưởng đến khả năng giải quyết vấn đề và đứa trẻ để trở nên phụ thuộc vào người khác thiếu lòng tin vào bản thân cảm thấy bất an khi phải đối mặt với các thử thách trong cuộc sống Nặng hơn thì trẻ có thể đối mặt với những rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách gây trở ngại cho quá trình học tập. Điều cốt lõi phụ huynh cần làm là lắng nghe và ghi nhận cảm xúc của con, tạo không gian cho con thể hiện ý kiến, cảm xúc của mình, đồng thời cho phép con được lựa chọn cách hiệu quả để trẻ phát triển khả năng ra quyết định và tự quản lý, con sẽ cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng thay vì gây áp lực thì cha mẹ nên đề ra những nguyên tắc rõ ràng và giải thích cho con hiểu để con cái có thể nhìn nhận toàn diện hơn về các quyết định trong cuộc sống đồng thời dạy con học theo những cách tự chịu trách nhiệm với các hành động của mình nếu nhất quyết không nghe theo khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không nên chỉ trích con quá mức mà hãy tận dụng cơ hội này để giúp con hiểu rõ hơn vì lý do tại sao hành vi đó là không tốt, cung cấp cho con những bài học rút ra từ sai lầm và cũng là tiền đề để con hiểu hơn về những quyết định của cha mẹ, tạo gắn kết mối quan hệ. Người thân bạn bè cũng nên cung cấp sự lắng nghe chân thành và tạo ra một không gian an toàn cho trẻ để chia sẻ cảm xúc mà không sợ bị phán xét đừng ép trẻ phải hoàn hảo hãy để trẻ vui và tự do là chính mình hãy luôn làm những điều tốt nhất cho con một cách nhẹ nhàng ấm áp nhất Mỗi ngày, phòng tâm lý lâm sàng Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai khám từ 20 đến 25% trẻ, 50% số này là trẻ vị thành niên, trong đó nhiều học sinh cuối cấp gặp áp lực tâm lý trước những kỳ vọng của bố mẹ và nhà trường. Theo các bác sĩ, trầm cảm ở trẻ em do nhiều nhóm nguyên nhân gây ra, khó có thể kết luận áp lực học tập là lý do trực tiếp dẫn tới căn bệnh. Tuy nhiên, áp lực này là yếu tố nguy cơ khiến cho trẻ bị trầm cảm. Áp lực học tập nằm trong nhóm nguyên nhân về yếu tố sinh học, môi trường gây trầm cảm ví dụ như trẻ không học được nhưng bị ép học từ đó tự ti bi quan cũng có thể trẻ bị áp lực do phương pháp học tập hỗ trợ chưa đúng đủ ví dụ chưa được bố mẹ và thầy cô quan tâm giúp học đúng cách hoặc trẻ bị áp lực do cách thức học giữa các môi trường khác nhau trong khi khả năng thích ứng là chưa tốt điều trị và dự phòng trầm cảm học đường theo các chuyên gia cho rằng vai trò của gia đình là rất quan trọng phụ huynh nên đưa ra vấn đề trao đổi bình đẳng với con cái xem xét liệu môn học cách học có phù hợp với điểm mạnh của con hay không các thành viên trong gia đình thì cần nâng cao hiểu biết về các triệu chứng của trầm cảm và ảnh hưởng của chúng đến mối quan hệ của trẻ với gia đình bạn bè. Cha mẹ cần đồng hành cùng với con trong học tập vui chơi, thậm chí cả khi sử dụng mạng xã hội, quản lý các nguồn thông tin xấu. Bên cạnh đó thì gia đình cần quan sát kỹ để phát hiện sớm các triệu chứng cần điều trị, xây dựng một môi trường an toàn như cất kỹ những vật dụng không an toàn như là thuốc hoặc là vật sắc nhọn một số phương pháp giúp cải thiện cảm xúc của trẻ mắc trầm cảm gồm có tập thể dục chế độ ăn tốt cho sức khỏe chia sẻ cùng với người thân trong gia đình